Hãng thông tấn AP của Mỹ điểm danh 4 nhà đàm phán được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chỉ định nhằm đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công, qua đó giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ. AP cho biết các nhà đàm phán đang chạy đua với thời gian để đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công trước thời hạn chót là ngày 1 tháng 6 tới. Đó là thời điểm Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nước này có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi các cuộc họp căng thẳng đang diễn ra, có ý kiến lo ngại rằng có quá nhiều người tham gia vào cuộc đàm phán. Dưới đây là 4 nhà đàm phán được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chỉ định nhằm tìm ra thỏa thuận về trần nợ. Hạ nghị sĩ Garrett Graves, 51 tuổi, đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 5, đại diện cho khu vực quốc hội bao gồm thành phố Baton Rouge, mà ông đã giành được hơn 80% phiếu bầu vào tháng 11 năm ngoái. Ông từng ấp ủ ý tưởng tranh cử thống đốc bang Louisiana nhưng đã rút lui hồi tháng 3 vừa qua. Khi ông McCarthy nỗ lực giành được vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Graves là một trong những đồng minh thường xuyên gặp gỡ những nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và thuyết phục họ bỏ phiếu cho ông McCarthy. Ở thời điểm hiện tại, ông Graves cũng được mô tả là một người hỗ trợ, làm dịu căng thẳng trong các cuộc họp về trần nợ. Ông ấy thực sự đã giúp tập hợp mọi người lại với nhau trong việc soạn thảo dự luật và hiểu rõ quan điểm của các thành viên. Chủ tịch Hạ viện McCarthy nói về Hạ nghị sĩ Garrett Graves hôm 17 tháng 5, ông ấy am hiểu chính sách. Nhiều người gọi ông ấy là một nhà hoạch định chính sách. Trước khi trở thành nghị sĩ Mỹ, ông Graves từng là chủ tịch cơ quan phục hồi và bảo vệ bờ biển Louisiana. Cơ quan này đã dẫn đầu các nỗ lực phòng chống thiên tai thông qua việc cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt, khôi phục vùng đất ngập nước và các dự án khác sau cơn bão Katrina. Trước đó, ông đã phục vụ hơn một thập kỷ với tư cách là nhân viên quốc hội. Ban đầu, ông là thực tập sinh giúp việc cho thượng nghị sĩ bang Louisiana John Rowe và sau đó là phụ tá cho hạ nghị sĩ Billy Taussig. Ông Steve Ricchetti là một trong những cố vấn thân cận và đáng tin cậy nhất của Tổng thống Biden. Ông cũng là một trong những trợ lý hàng đầu trong thời gian ông Biden làm phó tổng thống. Trong chính quyền của Tổng thống Biden hiện nay, ông Ricchetti được tin tưởng là người có thể đạt được thỏa thuận lưỡng đảng, bao gồm cả dự luật cơ sở hạ tầng sâu rộng. Dự luật này là một trong những thành tựu lớn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Trong những ngày đàm phán cuối cùng cho dự luật đó, Tổng thống Biden đã nhờ ông Ricchetti chốt một thỏa thuận với thượng nghị sĩ bang Ohio lúc bấy giờ là Rob Portman, người đã dẫn dắt các cuộc đàm phán thay mặt cho các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Hai nghị sĩ này đã hoàn tất thỏa thuận cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này tiếp tục được Hạ viện và Thượng viện thông qua và được Tổng thống Biden ký thành luật vào tháng 11 năm 2021. Trong nhiều tháng thảo luận về dự luật cơ sở hạ tầng, Tổng thống Biden đã ca ngợi khả năng đàm phán khéo léo của các trợ lý cấp cao và các quan chức nội các nhóm do ông Ricchetti lãnh đạo. Ông Ricchetti duy trì mối quan hệ tốt với nhiều đảng viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ở đồi Capitol. Ông cũng từng giữ vai trò cấp cao trong Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Bà Lauzia Terrell từng là phó chánh văn phòng của ông Biden tại Thượng viện và là trợ lý đặc biệt về các vấn đề lập pháp cho cựu Tổng thống Barack Obama. Bà cũng từng là chánh văn phòng của Thượng nghị sĩ Cory Booker, một trong những đối thủ của ông Biden trong cuộc cạnh tranh để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2020. Mối quan hệ giữa ông Biden và bà Lauzia Terrell rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào năm ngoái, bà Terrell nói rằng bà đã biết gia đình ông Biden từ lúc 5 tuổi, khi đó bà gặp Beau Biden, con trai ông Joe Biden, trong lớp mẫu giáo ở Wilmington, bang Delaware. Bà Terrell cũng đứng đầu quỹ Biden vào năm 2017. Đây là tổ chức giúp thúc đẩy các ưu tiên hàng đầu của ông Biden như nghiên cứu ung thư và hỗ trợ các gia đình quân nhân. Bà Terrell cũng từng làm việc tại Facebook. Bà Saranda Young là một nhân viên kỳ cựu trong Quốc hội và có các mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên. Bà tham gia vào cuộc chiến trần nợ với nhiều năm kinh nghiệm đàm phán về các điều khoản quan trọng trong ngân sách chi tiêu của chính phủ liên bang. Trước đó, bà Young được chọn vào vị trí phó giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách. Sau đó, bà được thăng chức lên vị trí giám đốc cơ quan này khi lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Biden bà Nira Tanden quyết định rút lui vì không nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện. Bà Young là người phụ nữ da màu đầu tiên lãnh đạo văn phòng quản lý và ngân sách. Sau khi bà giữ chức quyền giám đốc cơ quan này trong phần lớn năm 2021, Tổng thống Biden chính thức đề cử, khi nói rằng bà Young tiếp tục gây ấn tượng với tôi và cả các nhà lãnh đạo quốc hội. Ngoài ra, bà Young cũng có mối quan hệ với bộ tư nữ lãnh đạo tại hai ủy ban phân bổ ngân sách của quốc hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 4 nhà lãnh đạo của ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện và Thượng viện đều là phụ nữ. Chúng tôi không phải bắt đầu lại từ đầu, đó là mối quan hệ đặc biệt, bà Young nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng AP về mối quan hệ của bà với các nhà lãnh đạo nữ này. Theo VN Economy, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.